Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết của cái bộ phụ. Các bạn nhìn nhé, bộ phụ có hình dáng như thế này này. Đi một nét ngang ngắn trước nhện trên bẻ gập này, quay đầu này. Nhấn một cái móc nhện lên này. Bẻ cong và đưa móc nhện trên như này. Đấy, cái đoạn này nhấn đưa móc nhện trên các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ ghi một chút cái phần thông số của cái bộ phụ này như sau. Đây này, các bạn thấy hai cái điểm gập này nó đều nhau, gập đầu và gập đuôi và đầu của nét sổ và cuối đuôi của nét sổ hất nhẹ lên trên này không ạ? Đấy thì chúng ta sẽ ghi nó thẳng hàng với nhau nhé. Thẳng hàng. Về phần vị trí đứng của bộ này nó sẽ nằm ở phía bên tay trái. Đấy. Mình sẽ ghi cái tên của nó ở đây, đó là bộ phụ nhé, để cho các bạn thấy được. Rồi tiếp theo về phần biểu nghĩa, bộ này liên quan tới lại gò đất. Đấy, về phần cách viết. Như vậy chúng ta thấy là một cái nét ngang ngắn chất nhẹ như lên trên như này này. Quay đầu lại khoảng ở giữa, không phải ở giữa, khoảng 1/3 các bạn nhé. Đuôi của phần, gọi là 1/3 phía đuôi của nét ngang này, các bạn quay đầu xuống phía bên dưới uốn nhẹ như này. Nhấn và bật móc nhẹ lên. Thì trước khi móc này, trước khi móc các bạn đều phải nhấn, sau đó bật nhẹ lên nhé. Bật nhẹ thì phần móc này chúng ta sẽ đưa cả, đưa cả cái gọi là cái cổ tay của mình đi lên để viết được nó, chứ không phải là chúng ta bật cái phật cái sợi lông của bút lên nhé. Các bạn phải đưa cả cổ tay của bạn lên nhé. Được rồi, bây giờ mình sẽ viết mẫu cho các bạn xem một số những cái phần chữ Hán nhé. Sau đó mình sẽ viết sang cái bộ up phía bên tay phải, khi mình sẽ làm một cái video. Đây này, bây giờ chúng ta sẽ viết thử một số những cái chữ Hán, ví dụ như họ Nguyễn nhé. Ngang bẻ gập này, quay đầu này. Để chợt móc nhẹ lên trên như này. Một nét ngang ngắn này. Tiếp theo một nét ngang, tiếp theo bẻ gập quay đầu này. Sổ cong móc. Nhấn trước khi móc thì bật nhẹ lên trên. Nếu nó vươn dài sang phía bên tay trái một chút các bạn nhé. Làm lại này. Đấy, ngang ngắn này. Gọn lại một chút này. Ngang tiếp theo này, bẻ gập này. Phải nhẹ xuống này. Nhấn một cái móc nhẹ lên trên ngay. Đấy, đúng chưa? Rồi ví dụ viết họ Trần nhé. Ngang ngắn này. Nhấn một cái này, gập lại này. Ngang, ngang. Đấy, sổ kéo từ trên xuống dưới như thế này. Gọi móc nhẹ lên, phẩy nhẹ. Mác vươn dài ra như thế này. Đấy, tức là cách viết của họ Trần nhé. Mình sẽ viết lại lần nữa thì cố gắng viết ở giữa này. Chúng ta gọi bật móc nhẹ lên trên như này nha. Này, kéo xuống này, nhấn này. Nhấn một cái xong mà các bạn thấy là cái ngọn sợi bút lông nó được đàn hồi nó tốt đúng không ạ? Nó kéo lại nhé. Họ Trần này thì nó sẽ được viết khó hơn một chút so với họ Nguyễn. Đấy, kéo lên mắt, kéo nhả nhẹ ra. Thì ở đây các bạn thấy là nét bút của viết Tiểu Khải nó có thanh đậm rất là rõ. Cho nên là để mà viết được cái đường nét chữ như thế này, chúng ta sẽ cần phải học từng cái đường nét một để luyện nhé. Hoặc chúng ta có thể viết sang một số những cái chữ Hán khác, ví dụ như là cái chữ chữ này, ví dụ như là chữ bộ đi, chữ bồi đi, như viết như này, ngang này, bộ phụ này, bẻ gập này, quay đầu xuống phía dưới như này. Đẹp hay không là do cái đường uốn của các bạn nhé. Đấy, đẹp hay không là do cái đường uốn hình chữ S của mình nhé. Đấy, thẳng đầu với nhau. Ngang dài nhé. Rồi viết cho mình bộ khẩu phía bên dưới. Đó, kéo nhẹ, nhả nhẹ ra như thế này. Đây, tiếp theo mình sẽ viết lại cho các bạn xem cái chữ bộ này nhé. Chữ bộ này chúng ta nhìn này.
Tết nhá, cũng cho viết một nét ngang ngắn chắc nhẹ lên trên nhé, bẻ gập nhé. Quay đầu xuống phía bên dưới và chúng ta gợi móc, bóc bóc nhẹ lên trên một chút như thế này. Nhấn này, móc nhẹ lên trên này. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ viết phía bên tay phải một nét chấm móc này, một nét ngang ngắn này. Bộ lập này, nhấn một cái này, đưa nhẹ lên này. Phải nhẹ xuống, kéo cho mình một nét ngang dài vào đây, tăng nhẹ được tay ở hai đầu. Sau đó viết bộ khẩu. Đấy, vuốt nhẹ ra. Đấy, được chưa? Chữ bộ này thì có thể viết được rất nhiều chữ Hán các bạn nhé. Chăm chỉ ngồi tập luyện là các bạn sẽ viết được. Chủ yếu là chúng ta sẽ tập luyện cái bộ phụ này. Nhấn này, đưa hắt, gọi là hơi, gọi là móc nhẹ lên trên một chút. Tạo điểm nhấn cho cái nét chữ này nhé. Và chúng ta thấy là cái thể tiểu khải này thì đã viết, nhìn cái những cái đường nét bút viết nó gọi là rất là lả lướt đúng không ạ, và mềm mại đúng không ạ. Đấy, thì các bạn có thể thấy được là đây này, những cái đường kéo dọc từ trên xuống dưới này, có sao nó, cho nó nằm ở giữa cái chữ này các bạn nhé. Điểm này, ngang này, kéo ở giữa này thì nó sẽ làm cho cái chữ Hán của các bạn nó sẽ thẳng lên trên được, và nó sẽ dựng lên, và nó sẽ nằm, tức là nó sẽ có cái bố cục, nó sẽ được dựng thẳng lên và nó không sợ bị nghiêng lệch sang hai bên nhé.